của nhân dân Đông Hải không ngừng phát triển và lớn mạnh. Chính vì vậy, phong trào thanh thiếu nhi của thôn luôn được đẩy mạnh. Các hoạt động thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Đến với hội trại năm nay, chi đội Mạc Thị Bưởi tham gia với các nội dung hội trại. Xin chúc cho chi đội Đông Hải hoàn thành tốt các nội dung của mình trong hội trại năm nay. Thank you.
đầu chi hội chuẩn bị làm lễ chào vòng.
vị các đơn vị chuẩn bị nội dung chống trại. Ban tổ chức xin nhắc lại một lần nữa, nội dung chống trại của chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra vào 16 giờ. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị trại cho nội dung chống trại. Thank you.
Thank you.
là chi đội thôn Hạnh. Sau chi đội thôn Hạnh là chi đội thôn Trầm. Đề nghị anh chị phụ trách của thôn Trầm chuẩn bị ạ. Thank you.